trên sân Bắc quê chào các bạn nha. Nay mùa lũ lại bắt đầu đầu mùa các bạn. Nước bắt đầu có nước trên ruộng này, giờ mình đi sân Bắc tiếp thôi. Thì cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho sân Bắc trong thời gian qua. Nay thì mình sẽ có một cái chuyến đi sân Bắc là mình đi giăng lưới đầu mùa trên ruộng để coi kết quả như thế nào nha các bạn. Đó, các bạn thấy nước tràn bờ nè. Mùa lũ của đoàn tháp 10 mình giờ nó lại về rồi. Rồi, giờ mình chiều qua mình có giăng tay lưới về đi thăm. Coi kết quả như thế nào nha các bạn. Đầu mùa các bạn thấy là nước nó tràn đồng trên ruộng các bạn. Rồi, giờ đi thăm thôi. Chiều qua mình giăng trên ruộng này. Nhìn cá đầu tiên các bạn. Chết rồi nè. Chết rồi các bạn. Đây dính con các bạn. Đây dính cá rô các bạn. Chung là giăng lưới này đầu mùa thì cá cũng còn chưa nhiều các bạn ơi. Cá cũng còn nhỏ nhỏ thôi chứ không bự. Cá dính gì cũng thưa chứ không nhiều các bạn. Dính được con cá rô, rô biển các bạn. Chạy nó đầu mùa có dính hơn không rồi. Con này con cá rô biển nha các bạn. Tiếp tục dính cá ăn cá rô chết rồi nha bạn. Dính cá tiếp rồi các bạn. Này cá rô biển các bạn ơi. Cá rô mà. Cá rô thì dính dễ chết lắm. Mới dính chút xíu là chết rồi. Đây dính cá trê nữa mà. Dính cá trê. Dính cá trê rối tùm lum lá hết à. Trê vậy. Còn dính cá sặc chết rồi.
Cũng có dính là ra chứ không nhiều cả. Này dính cá tràng. Cái này cá tràng mà. Nãy giờ cũng có khá khá nha các bạn. Rồi, tâm tiếp rồi. Cá rô xình đó bạn, rô bạn. Tuốt xa xa thì mới thấy dính. Rồi xảy rồi. Dính lên tới lưng lưới thì còn xảy thì bắt không được mà. Này là con cá chốt. Cái chốt bạn. Có dính nữa nè. Rô bạn. Con này cũng xình luôn. Hết ăn được. Rô bạn. Rô bạn. Rồi giờ mình còn khúc lưới còn lại mình cuốn luôn. Rồi có dính gì này, dính cá trắng. Giờ khó quá, mình cuốn cho mình quay thành quả cho các bạn xem nha. Rồi quay lại thành quả bữa đi giăng lưới ngày hôm nay cho các bạn xem nè các bạn ơi. Nay thì mình giăng lưới đầu mùa cho nên là số lượng cá dính nó không được nhiều cho lắm bạn ơi. Một tay lưới mà dính được có nhiêu đây thôi, cũng không nhiều cho lắm nha. Hy vọng là những chuyến giăng lưới tiếp theo của mình sẽ có thành quả nhiều hơn nha các bạn. Rồi, chào các bạn nha. Hẹn lại bạn trong cái chuyến đi săn bắt tiếp theo của săn bắt đồng quê nha.